Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Việt Nam Digital Signage. Và ngày hôm nay, hãy theo chân mình đi đến một cái công trình đang trong quá trình hoàn thiện. Nó thể hiện được cái quá trình, cái tính đoàn kết của dân tộc của ta trong cả cái sự nghiệp bảo vệ, dựng nước và giữ nước. Đó chính là nhà trưng bày quan hệ giữa Long An và Thành phố Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc năm 1930 đến năm 1975. Cùng theo mình nhá, let's go. Vâng, thì công trình đang trong quá trình hoàn thiện nên chúng ta có thể thấy được rất nhiều vật liệu đang để rất ngổn ngang ở đây. Và bước vào cửa bên tay trái, chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có rất nhiều bụi, đúng không ạ? Vâng, và ngay trước mắt chúng ta đây chính là một màn hình quảng cáo 86 inch, một kích thước rất là to, vĩ đại, choáng ngợp với tất cả người nhìn. Và đây là công trình của chúng ta khi đang trong quá trình hoàn thiện. Ô, cái gì kia? Đây là một màn hình nữa, một màn hình 86 inch, rất là đẹp, rất là sang trọng, đúng không ạ? Hiện tại tất cả các màn hình đang được cover lại để tránh bụi trong cái quá trình mà xử lý. Và các bạn biết gì không? Hãy cùng theo chân mình đến với một sản phẩm. Chan chan chan. Đây chính là một màn hình ghép 2x4 55 inch, cực kỳ vĩ đại, cực kỳ đẹp. Chúng ta hai bên này có các khu hộp hình trưng bày kể lại được những câu chuyện lịch sử và hiện tại đang trong quá trình hoàn thiện. Các bạn hãy đón chờ cùng mình cái ngày mà chúng ta có thể thấy được nhà trưng bày hoàn thiện nó sẽ tuyệt vời như thế nào nhé. Xin chào.